Vâng, thưa quý vị và các bạn, video này anh Hiệp bảo em là làm quay cây mai chiếu thủy kia đang ra rất là nhiều hoa cho quý vị và các bạn xem. Không là mấy hôm nữa nó ít hoa đi, nhìn không được rực rỡ đâu quý vị ạ. Đây giới thiệu với toàn thể quý vị và các bạn cây hoa mai chiếu thủy thơm thế nhở, công nhận đấy. Thật sự hôm nay thấy thơm đấy anh Hiệp ạ. Tuyệt phẩm mai chiếu thủy này. Vâng. Tôi thấy anh em đăng ở trên trang là cũng rất là nhiều tuyệt phẩm, nhưng Vâng. mà chắc là tuyệt phẩm của các bạn thì đứng thứ hai thôi. Đứng thứ hai. Tuyệt phẩm của tôi đứng đầu nhưng mà giá lại giá rất À. bình dân. Vâng. Anh em toàn hô mấy lít nhưng mà Mấy trăm cơ. Sợ nhỉ. toàn hô mấy lít thì mà hoa làm sao mà đẹp bằng như mai chiếu thủy Hà Nội được. Mai chiếu thủy Hà Nội vẫn là số 1 đấy nhá. Ok anh, một cây mai cổ đây. Quý vị và các bạn ngắm đây. Đấy. Chất cực kỳ luôn nhá. Thơm thật. Cây này chỗ hoành, chỗ cổ này là hoành 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 thân này. Là được 170. 170 chỗ ấy cơ. Cao từ mặt chậu lên đến đây là 60. Mình đo đường kính chiều rộng cho anh em từ bề nọ sang bề kia là được 90. À. Là tàn rộng được 90 đi nhá. Đấy là đường kính ấy. Còn đo tròn là thì to vĩ đại lắm. Giá thì gọi là Siêu rẻ. siêu rẻ. Một cây mai gọi là đẹp mỹ mãn này này mà có 50 triệu. 50 triệu thôi á. Cây này mà vào tham dự chắc miền trong cái chỗ này phải mấy lít. Thật đấy. 50 triệu cây mai chiếu thủy. Mai cổ vào nhá quý vị nhá. Cái mai chiếu thủy Hà Nội này nếu anh em mà nuôi ngoài Hà Nội này thì 1 năm ngoài Hà Nội thì bằng 3 năm trong Sài Gòn. Tại sao anh? Bởi vì ngoài Hà Nội là nó mất khoảng cỡ 4 tháng rét. Thế là cây trở lên là nó rất có hồn, à rất thứ nhất là rất già và cổ kính. Sau nó tạo nên những cái nét đẹp cổ. Nó chịu Nhưng đựng mà miền Nam thì họ là có 2 mùa thôi. Đâm là để nuôi một cái mai chiếu thủy miền Nam thì nếu mà một tác phẩm mà nuôi khoảng rốt được 2 năm thì ngoài Bắc phải nuôi đến 4 năm. Nên cái giá trị của mai chiếu thủy Hà Nội nó quý ở những cái điểm đó, do thời tiết, à do khí hậu nó tạo nên những khác biệt. Chịu được khắc nghiệt của khí hậu miền Bắc. 50 triệu nhá. Anh em Giá thì giao lưu với anh em là 50 triệu bao ship cho anh em toàn quốc. Anh em có ưng thì liên hệ Trần Hiệp 0399 903 128. Được á, chắc đấy anh. Đây cây này nữa anh. Cây này thì trông lồng ngọc hơn cây kia nhỉ. Cái này này gọi là cụm rừng mai chiếu thủy. À. Đấy, các bạn nhìn thấy cái sự tuy cái cây những cái dăm chi của cây mai này còn rất nhỏ nhưng mà nó già đinh như này, bởi vì là nó ở một vài cái thời tiết ở ngoài Bắc này nó khác với thời tiết miền Nam, nó là 4 mùa, đâm nó mất 4 tháng mùa rét, đâm là một cây nó già này. Nhiều hoa nhỉ, cây nhiều hoa thế, đợt này ra cây này thì giao lưu với anh em đợt này là 12 triệu thôi. Chỉ 12 triệu. 12 triệu. Mai zin đấy. Zin một thời không ngắn. Ghép ghét gì ấy. Em thấy nhiều cây mai họ ghép thừng mực ấy. Đúng rồi, đấy là những cây thừng mực ghép mai, nhưng mà ngoài Hà Nội này mai này nó quý lắm, chỉ có hợp tác xã chúng tôi nhân giống được ít thôi, còn lại anh em nó đang đổ xô theo cái mảng khác. À. Anh em đang chạy theo cái xanh dòng si. xanh Nam Biển ấy. Ở hợp tác xã là vẫn luôn bảo tồn là đa dạng các loài sản phẩm, loài gì cũng có. Nó mới tạo nên một cái vẻ đẹp gọi là 12 triệu anh. 12 triệu. Rồi, ok anh. Xong. Tiện đây có mấy cây quay luôn đi. Anh muốn mà bán cái nào để em quay. Cái này trông lạ lạ đi anh, như cây vải ấy đây, à. Giới thiệu với anh em đây là sản phẩm đầu tiên của à không phải của tháng này vừa rồi chúng tôi có nhập khẩu của bên Đài Loan về, đây là nho thân gỗ. Đấy, nhưng mà về đến nơi thì nó quả bắt đầu đã đét mất rồi anh em này, nó đi trên tàu mất 10 ngày. À. Cây nho thân gỗ à? Là nho thân gỗ, quả thì kín từ gốc tới ngọn. Đây các bạn nhìn đây nha. À. Nhưng trên này nó thật thiếu không được chăm sóc, nước lôi đến nơi đến chốn. Về Việt Nam liệu nó có ra hoa không anh? Có, vì Việt Nam ra hoa đẹp lắm. Đây hoành cái này là đo được 20 năm này. Vâng. Anh em cứ lên Google search hoa à, nho thân gỗ nhá. Phát thân được 20 năm. Cao 70.
tàn 50. Cây này giao lưu với anh em là 7 triệu. Rồi, cái nho thân cũng. Cái này sau này quả nó ra ở thân này à? Hay gì? Nho thân gỗ quý vị ạ, nhìn như cây vải ấy. 7 triệu. Ui dồi, cây nguyệt quế này hôm nay tốt quá anh ạ. Cây nguyệt quế đấy. Vâng. Nguyệt quế hôm nay bắt đầu đang chuẩn bị răm ba mới là trổ hoa này. Vâng. Bật hết rồi này chú. Nó hơi tốt. Chính quá này, nhiều đây chú nhìn đây này. Nhiều nụ đến kinh khủng. Chuẩn nó. Hoành đây là được 70. Đây, quay tay cho anh. Cao 110. Tay thì nó hơi nhỏ một tí. Ừ, đây này phải nuôi. Ừ. Đây phải nuôi nhiều. Cắt dây ra rồi. Đấy. Ngắm này. Cao bao nhiêu đây anh? Cao 110, tan 110. Cao 118, 110. Đây là giao lưu với anh em là bằng 20 triệu. Wow. 20 triệu, nói chung cây này được cái cốt nhá. Anh em mua về rồi là thả rông làm dần 20 triệu. Cây này là cây cơm nguội hả anh? Không, cây tu hú. Tu hú à? Em cũng tưởng là cây cơm nguội. Cây này là hoành 50. Hoành 50. Cao 85. Cao 85. Rộng 97. Vâng. Cây bán cho anh em bao nhiêu anh? Cây này giao lưu với anh em này kịch giá 5 triệu. 5 triệu à? 5 triệu. Năm triệu nha quý vị nhá. Em làm việc à? Em đi xem ạ. Cây này là cây trực nhân văn. Người ta bảo là trực, người ta làm trực văn nhân chơi thì đây các bác ấy làm trực văn nhân, à trực nhân văn. Cây này hoành 60. Hoành 60. Cao 1m9. Từ mặt chậu lên. Giá giao lưu anh em 15 triệu. 15 triệu, ok anh. Cái này cả chậu của anh Hiệp? Cả chậu tất. Cả chậu như này. Cái này là cái điền đấy, cái quê đây anh. Cái này cái quê đây. Mười hai triệu à anh? 15 triệu. Rồi, ok anh. Tác phẩm ổi đây. Ổi đỏ, cụm trên nhà. Có cả cụm nó hoành là 50. Hoành 50. Cao 1m1. Này giao lưu với anh em 4 triệu. 4 triệu thôi quý vị ạ. Cây gừa anh. Đây là cái si Đài Loan. Si Đài Loan. Hoành cổ 75. Cao 1m. Cao 100. Tàn 1m4. Vâng, tàn 1m4. Đây này giao lưu với anh em là 30 triệu. Hôm nay có 30 triệu thôi anh em ạ.
thì si trắng. Si trắng Đài Loan. Si Đài Loan 30 triệu. Ok anh Hiệp. Cái sung. Phôi sung. Hoành là 8 năm. Cao là 40 năm. Tàn là 5 năm. Cái này báo anh em là 3,5 triệu. 3,5 triệu. Tùng. Hôm nào đặt cái hòn đá đây phải dựng nó lên đấy. Cái tùng này đợt này bệ to phết rồi đây. Cái tùng này có cái hoành lên là 32. Rồi. Cao 120. Tàn 1m6. Đây tôi quay tổng phóng cái tùng này cho anh em xem nhé. 16 triệu. Giá báo anh em là 15 triệu. 15 triệu. Cái tùng này công nhận bóng đẹp thật. Mười lăm triệu quý vị nhá. Tùng kim cương Đài Loan. Hoành là 29. Cao là 80. Tàn 1m1. Nên này báo với anh em là 30 triệu. 30 triệu. Phôi xanh Nam Điền. Phôi xanh Nam Điền, cái này báo với anh em là 8 triệu. Này. Anh em cứ xem nhé, rồi mạnh dạn liên hệ với cả Trần Hiệp 0399903128. Cái si. Si trắng đấy. Cái si gì đấy? Si trắng cái gì? Cao 30. Rộng 40. Cái này báo với anh em là 2 triệu. 2 triệu. Xanh quê. Đây xanh là móng. Vâng, xanh là móng. Hoành là 33. Hoành 33. Cao 45. Tàn 60. Xuân Sang đi đâu. Cái này báo anh em là 3,5 triệu. 3,5 triệu. Tùng là Hán. Tùng ta đây đúng anh? Đây là kim cương. À, tùng kim cương. Kim cương này kim cương mình ấy chứ nhỉ? Hoành 30. Tùng kim cương Việt Nam đấy nhá anh em nhá. 60. Tàn 80, cái này báo anh em 3 triệu. Kim cương Việt Nam 3 triệu. Thông Nhật Bản. Cái này nãy bà ấy tưới ít nước quá anh ạ. Đã tưới rồi không? Đây, nước ra. Bà tưới đâu? Thế à? Hoành chỗ này là 50. Hoành 50. Cao 1,5 m. Tàn 1,7 m. Thông đen Nhật Bản. Này báo anh em là 40 triệu. 40 triệu. Tùng cối đây. Tùng cối. Cao 70. Hoành được 15. Cây này giao lưu anh em là 2 triệu. Hai củ.
phôi xanh Nam Điền, già cóc Cú Đế. Cây này chưa gì đã cô lên cái chậu này rồi, sầu trồng lên cái chậu 80. To to lên một chút để làm lại cái chân bệ này. Cao 45, rộng 55. Cây này báo anh em là 8 triệu. À, cây si. Cây si báo anh em là 5 triệu. Rồi. Khoảng 60. 8 đổ 75. 5 triệu. Cái dâu da xoan. Cái này về ghép cóc thì tuyệt vời nhỉ. Này báo anh em 15 triệu. Cái này có cái dáng tuyệt vời, về ghép cóc thì thôi rồi. 15 triệu. 15 triệu nhá. Khoảng 90.